Nhiều tiệm vàng ở Hà Nội thông báo đã hết vàng SJC vào chiều ngày 6 Tết và hẹn khách quay lại vào ngày 10 tháng Giêng, tức là ngày Vía Thần Tài. Trong khi đó, thì nhiều cửa hàng kinh doanh vàng tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở bán xuyên Tết. Lượng người đến mua từ đầu năm khá là đông. Khách ra vào liên tục và dự kiến tăng mạnh vào ngày mai, tức là ngày Vía Thần Tài. Tại Hà Nội, vài ngày trở lại đây, nhiều tiệm vàng đã chật kín khách đến mua vàng. Trong đó, thì một số tiệm thông báo đã hết một số mặt hàng vàng và hẹn khách quay lại vào ngày Vía Thần Tài. Thông thường thì các năm trước, giá vàng vào ngày Vía Thần Tài thường được niêm yết ở mức khá cao. Trước đó thì giá vàng SJC được niêm yết tại Bảo Tín, Minh Châu là 62,11 đến 62,99 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra. Tại P&G, giá vàng SJC được niêm yết ở mức là 61,8 đến 62,5 triệu đồng một lượng mua vào bán ra. Bên cạnh không khí tấp nập sôi động ở một số tiệm vàng lớn thì nhiều tiệm vàng nhỏ rơi vào cảnh điều ưu, ế khách. Thậm chí là một số cửa hàng vẫn phải đóng cửa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.